Chào các bác nhé, hôm nay Thắng Hoàng lên sóng cho anh em mẫu K700W và dòng K-Audio 700W và 500W anh em nhé, còn lại mấy cái thôi, 5 cái thôi, 2 chiếc 500 và 3 chiếc 700 thì lên sóng chi tiết báo giá cho các bác nhé, giá rất tốt, hàng rất đẹp. Đấy. Giá rất tốt, hàng rất đẹp, hàng này chất lượng, tiếng hay, sử dụng hoạt động lâu dài, bền, ổn định, máy êm, mát, linh kiện chất lượng xịn sò luôn. Đây thưa các bác, mẫu máy này thì đang trong quá trình là vệ sinh mà máy nó còn rất là đẹp, nguyên trạng hiện trạng là máy móc rất là đẹp các bác nhá. Anh em nhìn cái thép nó cũng dày, các cái dòng máy của Kia này nó thiết kế và nói là lớp vỏ của nó rất là rắn chắc, nó tượng trưng như kiểu VinFast của Việt Nam vậy. Đấy. Khung xương rất là chắc, rất là tốt. Đây mặt trước là phanh nhôm. Đấy, logo thương hiệu của hãng là Kia Audio và model của sản phẩm là DK708. Đấy, công suất của máy 708 này là mã 700W một kênh. Đấy. Tất cả volume đều hình như cái này là bằng phím nhôm luôn các bạn, nhôm luôn. Đèn hiện chế độ lỗi Protect này, báo gain clip này, đèn sync này, đèn chế độ Parinow này. Đấy, và đèn báo nguồn. Mời các bác xem chi tiết một chút nữa em báo giá cho anh em nhé. Đây là tổng quát của chiếc máy K700 và phía trong kia là K500 anh em nhé. Nói chung là khái quát được thiết kế thì nó như nhau, chẳng qua là mức công suất nó cho ra mỗi máy là khác nhau thôi. Anh em lựa chọn máy nào, anh em chơi theo cái nhu cầu của mình các bác nhé. Thiết kế rất là chất lượng, máy này cũng rất là ngắn gọn thôi. Máy này rất là ngắn gọn thôi, khoảng tầm 36-37 cm chiều sâu. Đấy. Linh kiện hoàn toàn 100% là linh kiện Vim. Đấy. Ốc vít thì sử dụng hòa thị hết nha mọi người nha. Đấy. Anh em nhìn những cái máy móc có thiết kế, linh kiện rất là chất lượng này, chân hàn rất là đẹp này, rất là đều, rất là bóng, rất là sạch sẽ này. Có thấy chưa? Nói là đẹp và chất lượng vô cùng. Lát hát phần này là cái phần bo này nó lắp liền tụ luôn. Bo này là nó lắp liền tụ luôn. Đấy, tụ này là tụ 80V, 80V 4 cái nhá, 4 cái một bo. Thì nếu mà nó bóc rời ra cái phần đuôi đây thì cái bo cái máy này nó sẽ kéo dài lên, giãn dài ra một chút nữa, khoảng tầm 4-5 phân. Nó lắp vào cái phần máy công suất này thì nó sẽ thu hẹp cái chiều sâu. Đấy. Nó hạn chế được cái chiều sâu cho anh em bỏ tủ cho nó tiện lợi. Đấy. Nguồn này thì chắc chắn là 100% là biến áp này là dây nguồn nó sẽ tăng lên một lớp nữa để nó bóc tách cái phần nguồn này ra. Như các cái phần class H khác thì nó sẽ đi chung nguồn và chỉ chung một dây trong đây thôi. Nó chạy nhiều khi hai kênh nó chung một dòng thì nó cũng có thể là gây ra cái hiện tượng là nóng nhanh và quá tải. Quá tải, còn cái này nó bóc tách ra luôn rồi. Đấy, anh em dùng rất là ổn định nhá. Máy 100% bao với các bác là zin từ con ốc. Rất đẹp. Phần máy phía sau thì đây anh em thấy này, nó sẽ có một cái rắc của một kênh là tín hiệu đầu vào, một cái rắc kèm bên là tín hiệu linh. Đấy, hai kênh. Đầu vào và đầu linh. Con này thì có hai chế độ cho anh em sử dụng, đấy là chế độ linh tín hiệu và chế độ shifter. Gain thì nó sẽ có cho anh em để điều khiển lớp gain. Đấy, 3 lớp 0dB và 1.426B. Đầu ra loa thì nó có sử dụng chạm loa và lỗ để anh em cắm rắc Newtrix. Anh em nhìn thấy những cái chạm loa cũng rất là chất lượng này. Ốc vít hoàn toàn nó sử dụng hoa thị hết anh em nhé, chất lượng đẹp mắt luôn. Linh kiện còn gần như là sáng quắc. Đấy, máy 500 thì nó cũng vậy rồi các bác ạ nhá. Máy 500 thì nó thiết kế cũng như máy 700. 500 với 700 thì nó thiết kế như nhau, đều là dạng mạch class H cả. Kích thước tổng là bằng nhau. Đấy. Máy móc đều dùng tụ giống nhau hết, mỗi bên là 4 chiếc, tổng là 8 tụ. Linh kiện ghi 100% hoàn toàn giữa hai máy này. Đấy. Giữa hai cái mẫu máy này và mức độ sạch đẹp là cũng như nhau. Thì bên em bán cái mẫu đẩy công suất
700 với giá là 3,2 triệu và công suất 500 với giá là 2,6 triệu, bảo hành trong thời gian là 3 tháng cho anh em. Anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ với Thắng Hoàng đặt hàng qua số 0969800985 các bác nhé. Đó, tất cả những cái chất lượng đều bao cho các bác, đảm bảo cho các bác. Ok, Thắng Hoàng cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào tất cả các bác.